Hello anh em. Anh em muốn biết KBN là ai? Xem clip này anh em sẽ biết KBN là ai. Nhưng mà phải gọi chính xác hơn, gọi là huyền thoại KBN. Ok, xem clip mình sẽ nói tiếp. Qua clip này không cắt luôn anh em. Là bắt đầu mình làm là sẽ không giờ cắt, cho nên anh em chịu khó nghe. Cũng như tương tự những cái clip khác, mình sẽ gọi 4 cái kích vào. Ok. 1 2 3 4. Mình sẽ làm điều nhịp lại, nó tự động luôn cho mình ha. Rồi. Bass mình sẽ đi theo kiểu non top thời xa xưa anh em, thời 2000 nó rồi, đơn giản như thế này thôi. Có thể mình sẽ đi tăng 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 tăng, nhưng mà thôi mình sẽ đi câu đơn giản để anh em dễ nghe. Mình sẽ đi câu là tăng 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 à. Ok, bass mình sẽ đi căng đét luôn anh em. Rồi mình sẽ cũng chỉnh điều nhịp và điều cái đó, mình sẽ chỉnh lại rồi mình làm trực tiếp cho anh em xem luôn. Rồi ok. Anh em muốn rồi mình sẽ cho một clap vô luôn. Đó, cho anh em có clap ha, chứ mình tính năng để kích không. Ok, thì để ra một sản phẩm nó không đơn giản gì đâu. Đó, nhưng mà mình muốn làm ngắn gọn để cho anh em nghe cái sản phẩm nó như thế nào. Ok. Mình sẽ lấy một cái vocal của Đặc Kỳ để đàn cho anh em nghe. Khi mà anh em làm cái điệu vậy, anh em đánh bài nào nó sẽ ra bài đó. Ví dụ ngoài trời mưa đổ. Mình không đàn, nó không gái gì, nó cứ tặng 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 hoài. Vậy anh em muốn đờn bất cứ một bài nào nó đều gà. Ví dụ như là mình bước qua đời nhau đi. Đó, mình muốn đờn đó, cái nhạc sống nó hay ở chỗ đó anh em. Khi mà anh em làm cái style ra, anh em muốn đờn bài gì nó ra bài đó. Còn mấy con beat Vina, ví dụ mình để đánh DJ hoặc làm cho cái bài đó thì chỉ có chơi được bài đó. Hoặc có thể mình mashup với bài này, hoặc là FT bài này thôi. Nhưng mà mặc định nó ra là cái con đó. Nhưng mà style thì anh em muốn đơn bài gì nó ra bài đó. Nhưng mà quan trọng mình phải đi học đơn nha. Ok, thì nó không đơn giản gì đâu nha anh em. Rồi mình sẽ cho hit hát đường miếng để mình đơn. Anh em chờ miếng mình đi kiếm. Rồi mình sẽ đánh hit hát vô để mình đơn cái câu này, anh em nhớ không nha. Hit hát ha, mình phải nắm rõ được nhịp của hit hát là gì. Rồi ok, cũng là bài Đặc Ghi ha. Ví dụ ha, còn nhớ này không? Đây, mình sẽ cho anh em thấy cái bend, cái bend nè, đây cái bend nè. Thì thời đó mình sẽ gọi là DJ hoặc là non top gì đó, mình sẽ bỏ cái lap đi đó. Nó cũng y chang như phần mềm làm nhạc thôi, nhưng mà để làm lên trên đây thì nó còn hỏi là mình phải được làm, mình phải làm sample rồi mình mới làm trên đây. Rồi mình sẽ không có clap nữa ha. Đó anh em thấy không có clap ha. Nhưng mà không có clap thì mình sẽ bỏ hết hết luôn. Đó là những gì nãy mình làm, giờ mình xóa đó. Mình xóa nè. Thì trên phần mềm chúng ta dùng chuột xóa lẹ, còn đây chúng ta phải xóa bằng tay. Mọi thứ chúng ta đều là bằng tay cả. Ngoài trời mưa đổ bao. Xưa là mình làm cái nhạc này, đúng ra là mình là người không phải, mình không biết mình dám chắc hay không, nhưng mà đúng cái thời điểm mà làm nhạc, mình nói trên Yamaha thôi nha, cây đờn này Yamaha nó giống như là một cái hãng như ví dụ Samsung, Oppo hoặc là iPhone, thì nói chung là Apple thì cái đàn cũng vậy, nó sẽ có hãng. Thì mình có thể nha, có thể là người đầu tiên
làm DJ sample mà gọi là để bán được cho anh em, và gọi là nó hay á, để bán được thì mình là người đầu tiên. Cho nên một số anh em trong nhạc công ta gọi là mình là huyền thoại DJ KBN. À, ngày xưa mình tập trung rồi mình làm những cái con nhạc DJ thế này để đưa vô cây đàn, để đi đánh show mới có nhạc để đánh, mới có những cái nhạc sung như thế này để chúng ta đánh. Đó, mình sẽ đánh ở đây là nó sẽ ra được giai điệu đó. Rồi nó chỉ mình làm chỉ ngắn gọn thôi. Còn nếu mà để mà ra một cái con Vina nó hoàn chỉnh thì nó phải cần nhiều thứ khác. Mình nói đơn giản là gì, nó còn phải có phiêu báo, ví dụ như đó, hoặc là đó, mình sẽ gõ bằng tay hết ví dụ rồi. Đó, anh em thấy không, tất cả mình phải đánh bằng tay hết, chứ nó không phải giống như là ở trong mình làm nhạc có cái sọt phiêu của mình dục vô đây, mình mới đánh nè, đó mình mới gõ rất thì trong đó, ví dụ báo trống nè là sọt phiêu á, nè sọt phiêu rồi. Đó, mình muốn nhiều thì mình ra mình đánh nhiều, ví dụ mình muốn nhiều ok về hai, ví dụ mình sẽ đánh nhân đôi à, đó đó mình sẽ, đó anh em thấy không, đó mình sẽ đánh nhân đôi lên, mình nhân ba lên, ví dụ đó. À, còn ví dụ như cái sọc phiêu này mình thích cho tiếng gió thì mình sẽ lấy tiếng gió làm nữa. Đó, mình sẽ lấy tiếng gió đẩy lên. Đó, mình thích thì mình đẩy lên. Đó, ví dụ á. Đó, nó sẽ có tiếng gió nào, mình muốn làm cái gì nữa ra cái đó. Nhưng mà nó không có sẵn để mình dục vô, mà tất cả phải đánh bằng tay cả. Vậy là ngày xưa mình làm nhạc tất cả mình phải đánh bằng tay hết, từ A đến Z, từ hit, hat, clap, kick, bass line, thậm chí rớp nữa. À, mình chưa làm câu rớp ha. Mình bữa nào đi mình rảnh mình sẽ làm câu rớp. Vì làm rớp nó tới 16 khuôn, cho nên là mình phải có thời gian, mình làm thì nó khá là lâu. Thì đó. Hôm nay anh em xem là mình sẽ, anh em đã biết ha. Thì anh em trong nhạc công thì hay gọi mình là Nguyên Huyền Thoại KBN DJ. Thì trước đó mình làm nhạc DJ này cho những anh em nhạc công, người ta mới có nhạc ta đánh. Chứ thì nó cũng giống như những producer ta làm nhạc cho DJ đánh nhỉ. Thì lúc mình làm thì lúc mình tập làm á thì cỡ khoảng 2008 rồi, xong rồi dần dần lên rồi bắt đầu có nhiều người biết. Lúc đó chưa có sample anh em. Lúc đó làm tất cả làm điều tất cả là nhạc cụ đều ở trên cái đàn, thì làm mình để xài thôi, không dám bán. Tại vì bán là người ta sẽ lấy của mình, ta bán cho người khác. Sau này nó có sample, nó bảo mật cho mình, chỉ mình chỉ bán cái người đó, chỉ có người đó xài được, những người khác xài không được. Thì chính lúc đó mình mới vào làm, rồi 2013 đó. Rồi sau này nữa, lúc mà bán được thì nó rơi vào khoảng 2015-2016. Thì tuổi nghề của mình khá là nhiều, ok. Thì clip cũng khá là dài rồi. Sắp tới mình sẽ làm cho anh em nghe mấy đoạn rap theo kiểu ngày xưa mà mình làm, ok. Và đây là keyboard. Làm nhạc là một chuyện nha, biết đánh đàn trước đã. Đi học đàn thì 10 người hết 9 người bỏ nghề rồi, còn sót lại có người à. Tại vì học đàn khó, nó đòi hỏi thời gian, kinh phí và sự rèn luyện rất là nhiều, gian nan vất vả. Nó không phải là 1 ngày, 2 tháng hoặc là 1 năm, 2 năm cả, mà nó tính bằng thời gian rất là nhiều. Rồi khi nào biết đàn rồi á thì chúng ta mới làm mấy phần này. Mà mấy cái này thì không có trong giáo trình dạy, nó không có nằm trong sách vở, không nằm trong trường học. Tất cả đều sự nghiên cứu cả. Anh em có thể thấy rất là nhiều producer làm nhạc cho DJ, nhưng mà để làm nhạc cho nhạc công thì bói toán đếm trên đầu ngón tay nó khá là ít. Ok, mình có làm nhạc hiện tại, bây giờ mình đang làm nhạc cho DJ và làm nhạc luôn, làm sample cho nhạc công. Anh em cần cái gì thì liên hệ mình cũng có dạy DJ luôn nữa. Và sắp tới mình cũng có dạy nâng cao về những anh em đánh đàn. Anh em nào muốn tham khảo hoặc là tư vấn hoặc là muốn học gì đó thì inbox cho mình. Ok, bye bye anh em.